cho biết đang có mặt tại khu vực chợ cá và chợ trái cây. Ở đây có một cái xe bún cá rất là ngon. Và bún này mình ăn cái gì chị? Bún này để mất muốn giá này không có miễn gì. Còn lại là cá đúng không? Chỉ có cá không chứ không có chả cá không chị? Cá này chưa được ướp với gà thì thấy nó màu vàng. Rồi rau ăn thì ăn kèm với rau gì? À, rau nhút, rau muống, giá hẹ, cũng súng, thiên điển. Thì theo ý mấy người muốn ăn cái gì thì để cái đó. Ngày em bán 20 kg bún, ngày em bán dân lao động bóc bún nhiều cho người ta. Chứ mà lợi thì hết, chút tô 15 tới 20 thì theo